mình sẽ thảo luận với chúng ta phần tiếp theo. Phần này liên quan tới việc là chúng ta cũng xoay quanh xíu về vấn đề hiệu suất trên những cái dự án mà chúng ta đã triển khai đây, và chúng ta sẽ nhìn nhận đối với những cái đơn vị hiện tại họ đã triển khai hệ thống, và sau đó chúng ta sẽ đi đánh giá. Đây chính xác là một trong những phần trong cái phần thẩm định mà cái đội ngũ kỹ sư, các chuyên gia của MVN đi thực hiện thẩm định các dự án hiện tại bởi những chủ đầu tư hiện tại họ đưa ra để đánh giá cái năng lực của nhà thầu. Và thì cái chủ đề hôm nay bạn là mình sẽ đề cập với chúng ta trong việc là chúng ta sẽ hướng dẫn thẩm định cái hiệu suất của một hạ tầng sau khi triển khai. Và thì cái chủ đề hôm nay bạn là mình sẽ đề cập với chúng ta sẽ là hướng dẫn chúng ta sẽ đi chúng ta sẽ thẩm định sơ qua đây bạn. Chủ đề trong hôm nay của mình sẽ là hướng dẫn. Ở đây là chữ thẩm định là dành cho cái đơn vị thẩm định của MVN. Còn ở đây là mình sẽ hướng dẫn ta đi, ở đây mình ghi trong ngoặc kép bạn. Chứ thực tế thì cái trách nhiệm của chúng ta trong việc chúng ta đi chúng ta thẩm định cũng chưa đạt đâu bạn. Chúng ta xem này, chúng ta chỉ xem qua thôi. Hướng dẫn chúng ta sẽ thẩm định cái hiệu suất cái hệ thống mạng bạn. Trên thực tế hệ thống mạng đây, hệ thống mạng này dựa trên thực tế, ở đây là mình sẽ là dựa trên các dự án, mà ở đây mình ghi ví dụ trên các dự án thực tế đi, thực tế đó như vậy. Xong bây giờ chúng ta sẽ đi vào sâu trong thực tế, và lúc này chúng ta sẽ thấy được một số cái vấn đề mà nó rất hay gặp trong thực tế. Đầu tiên cái chủ đề hôm nay là tức là chúng ta sẽ đánh giá liệu cái hiệu suất hiện tại một hệ thống mạng người ta triển khai. Ví dụ anh đang triển khai mạng cho một tòa nhà, anh đang triển khai mạng cho một văn phòng, anh đang triển khai mạng cho một cái nhà máy, vậy bây giờ tôi yêu cầu sao? Những loại lưu lượng nào trong mạng? Đầu tiên xác định cho mình nó có hai loại lưu lượng trong mạng. Đầu tiên là lưu lượng chuyển mạch. Đầu tiên chúng ta sẽ có là lưu lượng chuyển mạch. Đây là lưu lượng chuyển mạch. Chuyển mạch tức là chuyển tiếp trong mạng ta, và lưu lượng định tuyến. Đây chính xác đây, và tiếp tục là lưu lượng định tuyến. Đây là lưu lượng định tuyến. Đây. Đây chính xác là liên quan tính năng là switching bạn, switching. Đây chính xác là tính năng liên quan tới là routing. Đó, bạn lưu ý hai tính năng này. Rồi. Vậy thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đi tập trung đo kiểm hai cái lưu lượng này, hai thông lượng này. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ việc là chúng ta sẽ hiểu được khi mà cái người họ thiết kế hệ thống thì có hai loại. Những cái đơn vị mà họ thiết kế hệ thống á bạn, họ thiết kế hệ thống theo đúng cái quy trình thì hệ thống không bao giờ sai. Còn những đơn vị mà thiết kế không theo quy trình, tức là dựa theo cảm tính, tức là thiết kế mạng dựa theo cảm tính của cái bạn kỹ thuật của đơn vị nhà cung cấp thì hay nữa. Thì lúc này sẽ dẫn tới trường hợp là gần như là anh thiết kế xong anh chả biết hệ thống tôi nhiêu. Mình ví dụ thử mình xem này. Giả sử tại bây giờ bạn, khi một nhà sản xuất ô tô là họ sản xuất ra một chiếc ô tô đi, họ sẽ xác định được vận tốc tối đa của chiếc xe đó là bao nhiêu. Đây là thiết kế hệ thống. Bây giờ bạn ra bên ngoài á, bạn sẽ thấy là những cái đơn vị thi công trên cái hạ tầng mạng ở Việt Nam mình nha, mình nói nè, vậy thì cái thông lượng tối đa của hệ thống này quả là bao nhiêu cũng biết mà, không biết, cứ dựa thông tin nhà sản xuất này, dựa nhà thông tin nhà sản xuất này, em đang sử dụng module 10 gig này đúng không, 10 gig này, đây bạn xem này, một số nói là em đang sử dụng module 10 gig như này là 10 gig này, thì tất nhiên là 10 gig, bây giờ chắc chưa, đây là cái hồ sơ thông báo bằng, đây là cái hồ sơ của một trường đại học. Đây là trường đại học công lập, ở dân lập bằng dân lập. Và hiện tại là ông chú tôi ông yêu cầu bên phía bên MVN gọi là mời MVN đi thẩm định lại hiệu suất anh này. Bởi sao? Thực tế bây giờ sau đó thì khi mà chuyển đổi cái lưu trữ giữa hai tòa nhà, sau lưu dự phòng hai tòa nhà cuối cùng chạy không đủ mà chưa bằng được 1/10 tốc độ đâu. Thì lúc này bây giờ thì cái phòng dự án của MVN thành lập ra một cái gọi là ban chuyên đề đi thẩm định hệ thống này. Và hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các khách hàng, chúng ta sẽ đi sơ sơ về mường tượng và cái việc chúng ta sẽ thẩm định cái hệ thống hiệu suất như nào. Đầu tiên ví dụ bạn lưu ý nè, mình phân tích kỹ nha, đây là hai loại lưu lượng trong mạng ta. Vậy một cái loại lưu lượng mà truy cập bên trong hệ thống ta, ví dụ như là các máy tính của phòng công tác sinh viên này, phòng nghiên cứu khoa học này, phòng đào tạo này, họ sẽ truy xuất về cái phần máy chủ để họ làm việc trên phần mềm đó, mình hay gọi là phần mềm CM, hay gọi là chính xác là phần mềm CM. Tức một là cái lưu lượng truy cập mình chỉ có đơn giản là lưu lượng truy cập này bạn,
từ PC, tôi luôn gặp từ PC nè tới các hệ thống máy chủ. Mấy chủ này ở mình đây mình hay gọi là chạy các phần mềm CRM nè, ERP nè, vân vân. Thì đây là lưu lượng cục bộ và trí truy cập bên trong mạng ta. Và thì thâm lượng nhiêu. Và thì lúc này, đúng lúc này thì chúng ta sẽ sử dụng cho mình đây là quy tắc để thực hiện việc đo kiểm đã này nè, anh này. Đây sẽ anh được đo kiểm. Và chúng ta sẽ đo kiểm tại vị trí cuối cùng lên về hạ tầng anh này. Thì thực tế mà nói bạn dễ lắm. Ở đây đối với trường hợp của MVN á, thì các bạn sẽ thực hiện cái việc đo kiểm khá đơn giản. Ví dụ mình vẽ lại sơ đồ nha. Đây là một sơ đồ đơn giản này. Ví dụ chúng ta sẽ có R1, R2, hệ tầng SW1, SW2, SW2, SW3 bạn. Kết nối lại với nhau đúng không? Kết nối lại với nhau. Đó, như vậy xong. Sau kết nối xuống đây, mình sẽ có tầng, ví dụ cái này đúng không? Mình sẽ có đây. Đây là tầng 1. Tầng 1 đây mình sẽ có tầng switch core đi, SW đi. Rồi kết nối đây. Các bạn kết nối đây. Đó, như vậy xong. Xong chia ra các switch tầng đúng không? Chia switch tầng. S, switch LAN, switch cam, switch cho AB đúng không? Đó, như vậy. Ta chia như vậy. Xong, đấy. Chúng ta chia bao nhiêu này sao vậy. Thì bây giờ một con bí nó ngồi ở đây phòng đào tạo đây, phòng đào tạo đây, anh chị ấy có một cái máy tính PC vậy, truy cập về hệ thống máy chủ. Ví dụ đây mình có thêm một hệ thống máy chủ nữa, vậy giữ ví dụ bạn thử nha, máy chủ bên này đúng không, đây SW3, đó vậy. Và lúc này trên này mình sẽ có các hệ thống nó sẽ sử dụng đây bạn, đây cái máy chủ bự bạn, máy chủ bự đây, CRM hoặc ERP. Rồi bây giờ đo tốc độ, nếu bạn ấy tải maximum từ đây tới đây là nhiêu, bao nhiêu mbit. Bây giờ để mình mở cái hồ sơ ra bạn xem nè, đây không tính toán tới sợi dây cáp mạng 1 gig. Máy tính bạn này có một cái cổng len 1 gig. Thì bây giờ người ta nói em nè, tôi muốn biết từ con switch này nè, nó đổ về cái máy chủ tổng thông lượng tối đa là bao nhiêu, tức là lưu lượng chuyển mạch, tức là thông lượng chuyển mạch bên trong này là tối đa là bao nhiêu. Đó, và xong đây. Vậy thì lúc này bây giờ nó hay các bạn là cái hồ sơ này thực tế mà nói bạn sơ đồ hình vẽ đẹp lắm. Đẹp vô cùng bạn, đây sơ đồ hình vẽ rất đẹp. Nhìn một số bạn nói đây sơ đồ hình vẽ màu mè đẹp lắm. Cuối cùng là MVN thiết kế là hết. Đây, đây là hệ thống MVN thiết kế là hết. Và thì trong này bạn, trong cái hồ sơ này khi mà mở ra bạn, mở ra thấy mấy cái file các bạn đưa lên, bạn đưa lên không thấy. Ví dụ thứ nhất, đây là sơ đồ đấu nối đúng không? Đấu nối cái thiết bị lại với nhau. Thì trong cái sơ đồ đấu nối nó sẽ có là sơ đồ danh mục thiết bị. Sau khi danh mục thiết bị xong sẽ có tiếp tục là danh mục tính năng vận hành. Sau khi tính năng vận hành xong sẽ lên cho chúng ta tiếp tục là danh mục là hiệu suất. Đây cái mô hình MVN đây đưa, đây là quy chuẩn. Tại sao? Đây là một hệ thống được thiết kế và vận hành theo một cái tiêu chuẩn, chứ không phải bây giờ anh ví dụ như trường đó gọi anh hiện tại bên em hiện tại đang muốn xây dựng cái hạ tầng mạng cho một cái cơ sở mới thì nhờ anh tư vấn em xíu. Bắt đầu đưa ra phòng thuật, đưa tùm lum thiết bị, anh chọn máy này có nên sao sao. Cuối cùng á, một câu hỏi thiếu mà khách hàng là không thể nào họ hỏi được đối với nhà cung cấp, hoặc ở đây là đối với em là đứng bên nhà thẩm định là luôn soi câu này nè. Cái cuối cùng rồi của anh á thì anh triển khai được là cái thông lượng được nhiêu, tôi cho xem. Chứ cái lúc đó mà anh lấy cái thông số từ nhà xuất ra, nó là bộ định tuyến có thể chuyển mạch tới 466 gigabit gì cả, capacity switching rồi gì từ đó nhiều lắm. Thì ông nào mà đưa ra mà đưa chứng minh, nếu mà nói như này, nếu ông phân phối ông nói này, ông triển khai cái hệ thống như sơ đồ này cho trường tôi mà đúng với tốc độ nhận xuất mà tôi đo ra không được thì anh chịu đại tôi. Thì lúc này nó mới tá qua ra rằng cái trường đại học này bạn, đây này, cái trường đại học này này, nó mới gửi là yêu cầu mời MVN tới thẩm định những đơn vị đó để làm sao, để còn cái phần thanh toán lại là không thanh toán. Tại sao? Thứ nhất bạn, cái hệ thống này trong cái hồ sơ bạn, mình xem hệ thống bao nhiêu nha bạn, có hợp đồng hết, có hợp đồng hết, chờ xíu mình xem hệ thống bao nhiêu tiền nha. Chính đây
941 triệu đã bao gồm thuế, 941.699 đã bao gồm thuế, tức là 1 tỷ đi. Thì cái hệ thống này mà bây giờ mà cái bí này, khi cái anh hiệu trưởng, thử không phải anh hiệu trưởng đâu, đó là cái phòng công nghệ thông tin, họ sẽ đề xuất kiểm tra cái này lên đây. Cuối cùng đo nè bạn, anh đo này, tốc độ tải file chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, chạy xuống. Cuối cùng bây giờ mình nói nè, cái thông lượng thực tế giờ anh đo kiểm bao nhiêu, thông lượng thực tế hiện tại đo kiểm dưới 100 mb. Dưới 100 mb thì cái lúc lỡ ví dụ trường hợp này nhiều người cùng truy xuất vào hệ thống đồng bộ dữ liệu thì sao? Thì lúc này đối với trong trường hợp này bạn, thì em phải đứng ra lập ra một cái, ta gọi là lập ra một cái, lập ra thành một cái đội thực hiện việc thẩm định hết thông tin này, và cuối cùng tá qua là cái bạn, nó tá ra quả là cái tất cả thiết bị là để nguyên hết, không chịu cấu hình. Nó đâu vậy chứ bạn, để nguyên hết á, cấu hình đi lên sai hết luôn, nên dẫn tới hiệu suất nó giảm xuống. Mà bạn biết rằng những con switch bây giờ tại nó bên trong sẽ có cái switch chip, từ chip switch, chip ấy mang lại cái thông lượng giống như thông lượng dây, vậy cùng tá qua lại cấu hình. Cuối cùng bạn, thì đối với trường hợp này MVN sẽ thực hiện là chuyển đổi và cấu hình lại hết hệ thống này, thay đổi hết là sơ đồ. Đây, đây chính xác sơ đồ bạn, đây, đây sơ đồ, đây hiệu chỉnh đi, hiệu chỉnh đi. Và cấu hình y chang này xong, đơn giản không, đơn giản cũng khó, mà nghĩ nó cũng khó hết. Đây là một trường đại học, cơ sở 2 mà, đây là cơ sở 2, bạn thấy chưa? Vậy thì lúc này bây giờ khi mà chúng ta đi, chúng ta sẽ vận hành lại thì nó sẽ thay đổi hệ thống, có thể y chang này được. Tức là bây giờ nó có đưa cho đưa ra chúng ta hai tình huống. Người ta đã thi công xây dựng hệ thống đó, bây giờ chúng ta tới chúng ta sửa cái người ta, hay là chúng ta đập đi chúng ta làm lại. Thì lúc này bây giờ nó sinh ra chúng ta một thứ này, nếu mà chúng ta đi chúng ta mò những cái mà người ta làm thì thay đó chúng ta bứt bỏ hết. Chúng ta sẽ thiết kế lại hệ thống từ những thiết bị đó, thiết kế lại hệ thống mới và xây dựng mới hết. Chứ không có thời gian rảnh nào mà đi dò từng lỗi chưa kể luôn bạn, chưa kể mình nói luôn bạn này. Đây, đây là phần mình nói thẳng luôn bạn nha. Phần này là mình chắc chắc có cái là lỗi ngay ông thầu luôn. Ông à, tức là ông nhà thầu. Ví dụ, cái lý do làm sao mà trong một tòa nhà từ tầng 1 cho tới tầng 10 mà ở đây các bạn đi kéo cáp single mode, cáp quang single mode và sử dụng module single mode 20 km, lý do sao? Thì đối với trong trường hợp này mình cần đưa ra đúng một câu hỏi thôi. Cái lý do sao là anh sử dụng cái cáp single mode trong nhà? Vì giá nó rỉ hay sao? Hay là tại sao sử dụng cái module là module SM, module single mode trong nhà, lý do sao? Sau đó mình hỏi tiếp cụm câu nữa là im ngay. Anh sử dụng cáp này trong nhà, vậy thì cáp quang multi mode làm cái gì? Đây, nhà sản xuất họ sản xuất ra chúng ta cáp quang multi mode và cái module multi mode MM để làm cái gì? Đấy, xong. Thì lúc này bây giờ mình nói bằng từ Bắc cho tới Nam, tất cả các dự án mà MVN thẩm định mình nói nó lên tới hàng 99,99% lòi ra các dự án được xài cáp multi mode. Còn lại kéo cáp quang single mode của VMT rồi kéo tùm lum luôn bạn, mình nói thiệt bạn luôn, cái này là mình nói cái này nè. Đây là cái phần nha, một cái vấn đề nhỏ mà sai thì không thể nào làm được cái vấn đề lớn. Tức là khi mà triển khai hạ tầng mà một cái vấn đề nhỏ xíu là bạn không xử lý được thì làm sao xử lý được những vấn đề lớn. Đến lúc này bây giờ chúng ta mới nhìn vào trong hệ thống này, chúng ta thấy anh triển khai cái này, anh triển khai cái này, anh chọn cách này, vậy thì cách này sẽ đi về đâu khi nhà xuất và sản xuất này, lý do mà sao anh chọn này mà không chọn kia. Thì lúc này bây giờ nó đưa ra chúng ta rất nhiều tình huống trong quá trình thẩm định và nó lòi ra nhiều thứ các bạn, chưa kể là lòi ra vấn đề về quan hệ nữa. Thì ở đây bây giờ mình nói xíu, đây là cáp, vậy câu hỏi bây giờ mình hỏi bạn này, lý do sao anh dùng cáp single mode trong nhà? Cáp single mode được thiết kế cho điều kiện kéo ngoài trời với độ võng cao, khả năng chịu lực tốt, lý do sao anh kéo nhà? Vậy thì nhà sản xuất cáp ra quang để làm gì, để chơi à? Đấy là một câu hỏi. Câu thứ hai, thông lượng hiện tại triển khai hệ thống này, thông lượng mình hỏi đơn giản câu này là sẽ biết được cái năng lực của người vận hành sau. Thông lượng hệ thống bên anh là bao nhiêu? Thì nhắc tới thông lượng thì lúc này chúng ta sẽ hình dung có hai loại thông lượng, là thông lượng chiếu mạch và thông lượng định tuyến. Thông lượng chiếu mạch là thông lượng truy cập bên trong mạng nội bộ chúng ta, gọi là thông lượng tối đa. Và thông lượng định tuyến chính xác là cái thông lượng mà cái khả năng mà bộ định tuyến chúng ta truy cập được internet nếu trong điều kiện chúng ta sẽ có một cái cước unlimited. Vậy đây là hai giá trị. Vậy thì đối với trong trường hợp này, cái kỹ sư của MVN họ sẽ đo kiếm sao? Dễ lắm bạn. Đối với vị trí này chúng ta sẽ đặt đây là một bộ định tuyến. Ví dụ thường thường cái bộ định tuyến mà các kỹ sư MVN hay đo kiếm chính xác là CCR,
CCR1036 hoặc CCR2116. Tại vị trí này vậy, anh cũng đặt tiếp tục làm 4 tuyến nữa. CCR1036 hoặc CCR1016 2116. Đó, bạn Dung là 2 điểm. Đó, sau đó kiểm giống như thở là mình đo hôm trước mình sử dụng công cụ là Penguin Test. Đó, nhớ nha, bạn nhớ nha. Hôm trước mình sử dụng bạn công cụ là Penguin Test nè. Test, đó, bạn lưu ý cho mình nha. Đó, xong. Đấy, chính xác là công cụ mình đã kiểm. Bạn lưu ý. Vậy xong. Vậy bây giờ nếu mà đo về cái thông lượng chuyển mạch thường thường bạn, đây chỉ bạn luôn nè, nếu mà thiết kế theo một hệ thống theo quy trình đó, thì nó sẽ có thông tin như sau. Đây bạn nhìn đây, đây là trong cái tệp mà cái tệp tức là trước thì còn thì các kỹ sư em ghi rất rõ. Đây các kỹ sư bạn đo kiểm sao, đây kiểm cho bạn xem. Đây đây danh mục đo kiểm hiệu suất này, bạn xem, bạn nhìn này, bạn nhìn này, ở đây là hiệu suất mình kích bạn. Đây, nếu mà chúng ta xây dựng hệ thống này dựa trên danh mục thiết bị hiện tại triển khai này, tí mình chọn xem danh mục thiết bị nha, thì thông lượng cực đại định tuyến vùng, tức là định tuyến giữa các tòa nhà với nhau, thì đạt được khoảng 29 gigabit. Ghê mà, 29 gigabit mỗi giây. Nếu mà thông lượng chuyển mạch cực đại trong vùng sẽ đâu đó sẽ rơi vào 2 gig cho tới 30 gig, tức là liên quan tới bonding mạch. Tức là trong trường hợp giai đoạn đầu sẽ có một số tòa nhà sẽ sử dụng là cáp quang 1 gig, tức là 2 sợi dây cáp quang xài bonding sẽ được 2 gig. Đó, thông lượng cực đại liên vùng, thông lượng cực đại chuyển vùng, thông lượng VPN channel, thông lượng VPN nó ra khoảng 5 gig à, ghê thiệt. Và ở đây, cho xem rồi, danh mục thiết bị mà triển khai trong trường học là bao gồm những gì? Để mình xem nha, mình xem câu bao gồm cái gì, mình xem nha. Đầu tiên là bộ định tuyến chính và bộ định tuyến dự phòng sẽ là CCR1072, bạn ghê lắm, 1072 nè, 1G8S. Rồi, switch core trong này chúng ta sẽ có switch core, đây là họ đang sử dụng sẽ là CRS326 24S 2Q+. Các bạn. Rồi tại ở vị trí mỗi tòa, bằng mỗi tòa họ sẽ sử dụng đây là các bộ định tuyến CCR1072. Các bạn. Tức switch này bạn, ở trong này họ sử dụng là CCR1072. Yeah. CCR1072. Anh này đo hiệu suất cực đại chuyển mạch và định tuyến lên tới tầm khoảng 62 gig, bạn mình ghi lên 62 gig. Anh này vậy, anh sử dụng anh này này, CCR1072. Anh này gọi là CCR1072, hai này là hai tướng qua hết đó, bạn thấy chưa, CCR36 2016. Đo kiểm xong vậy thì bây giờ nếu như mình thực hiện đây là phép đo kiểm, là đo kiểm chuyển mạch xong, bây giờ đo kiểm định tuyến. Định tuyến tức là tại vị trí router này mình sẽ đặt một con là con BRES của mình, và BRES trong này vẫn sử dụng là CCR1036 y chang như phép đo kiểm hôm trước mình sẽ hướng dẫn bằng cách chúng ta sẽ đo kiểm về thông lượng định tuyến của bộ tuyến. Thì sau đó mình đo từ đây, đây đo ngược lại này thông qua cơ chế NAS đó, thì lúc này nó sẽ lòi ra vấn đề hiệu suất. Và bây giờ hơi buồn xíu rằng là nhà thầu này không đạt khi triển khai hệ thống. Bởi vì khi hỏi ra hai câu này, khi hỏi ra câu là cái thông lượng cuối cùng khi mà anh triển khai là bao nhiêu, thì cái cung không thấy. Thực tế nó là không thấy một cái thông tin nào, phải không? No replies. Bởi vì chúng ta phải biết được, ví dụ bạn nghĩ như nào nếu mà nhà sản xuất họ sản xuất ra một cái xe mà không biết tốc độ tối đa của nó thì như nào ta? Vậy dùng giống cái trường hợp khi bạn triển khai hệ thống, bạn triển khai mạng mà không biết được tốc độ tối đa thì không biết là cuối cùng là bạn triển khai gì. Nhìn là biết thiết bị là 10 gig á, nhưng bây giờ tôi đem tôi đo cái không được 10 gig là cái ông quan chết tôi. Phải thì lúc này bây giờ chúng ta sẽ xoay quanh quay về đối với nhà thiết kế hệ thống, tức là nhà phân phối. Thì lúc này chúng ta nhìn rằng là đây là một việc thiết kế, tức là cái mô hình thiết kế hệ thống họ gọi là theo cảm tính hết, chứ chả có quy trình hết, không có bất kỳ một quy trình nào đó trước khi lắp đặt. Ví dụ yêu cầu của khách hàng khi chuyển tới nhà phân phối sẽ tiến hành là thu thập yêu cầu lên danh mục thiết bị xong, tức là chuyển danh mục thiết bị dựa theo thu thập thông tin yêu cầu của khách hàng, chuyển yêu cầu sang phòng thí nghiệm, phòng lab, các kỹ sư sẽ tiến hành thực hiện cấu hình, đo kiểm thông lượng, phản hồi từ khách hàng đồng ý xong mới chuyển sang kho đặt thiết bị, lên hợp đồng xong ký kết xong chuyển sang khách hàng thanh toán xong tiến hành thực hiện vận hành. Thì đấy là một quy trình cơ bản, còn Việt Nam mình cắt hết, chuyển cái hồ sơ đó, cái yêu cầu khách hàng chuyển tới phòng thuật xong đã rồi xong đặt mua xong vận hành. Mà cái ác các bạn,
khi mà triển khai hệ thống mạng nó cũng giống như mình khi mình đi ra chiến trường vậy, không chuẩn bị gì hết thì làm sao, lỡ đâu mà nó xảy ra vấn đề là bắt đầu là có vấn đề liên mạng. Cho nên lúc này bây giờ là các khách hàng tại bây giờ chúng ta là quá dễ dãi đối với những ông phân phối, cho nên ông sẽ không tập trung vào vấn đề vận hành mà ông tập trung vào vấn đề bán hàng và giảm giá. Mà mình nói luôn bạn, nếu mà đơn vị nào tập trung vào giá của một sản phẩm thì chắc chắn cái năng lực của hàng sẽ yếu kém. Mà thực tế ở đâu bạn đẩy luôn. Ở đây mình nói bạn nha, riêng về cái phần thẩm định, bạn đi thẩm định nó sướng trong phải gì, sướng lắm, đi thẩm định hệ thống sướng lắm, nhưng bù lại là các bạn phải có rất nhiều kiến thức về máy này, kiến thức rất sâu. Và khi mà đi thẩm định nó phát là nó lòi ra nhiều thứ, mình chỉ hỏi nhẹ xíu từ những ông lớn nhiều lắm bạn. Hồi xưa đó, hồi xưa đi triển khai gặp là một số anh lớn, ví dụ như là cái lời Viettel Connection này, VMT, FPT, Stack nhiều lắm bạn, ông đi vận hành nhiều lắm đầy luôn. Bây giờ mình hỏi đơn giản câu nhẹ nhàng thôi, 3 câu thôi, chứ còn 3 câu mà anh mà triển khai được là tôi sẽ cho triển khai, còn không là fail. Bởi sao? Đứng trách nhiệm của ông ta là một đơn vị thẩm định là chúng sẽ bảo vệ quyền và lợi ích của ông chủ tư. Tại sao ông chủ tư giờ ông còn không tin tưởng vào ông thầu thì lúc này ông mới mời đơn vị thẩm định tới, cho nên ông tin tưởng sao? Và giờ muốn ông chủ tư ông tin tưởng vào ông nhà thầu thì ông nhà thầu phải tự động xây dựng hệ thống năng lực cho các kỹ thuật trước khi đi vận hành, chứ không phải đi tới mang thiết bị tới cài remote từ xa, thiết kế cái hệ thống cho một cái bệnh viện, cho một cái trường học như này bằng cái tí bạc mà remote từ xa, vô lý, gặp hoài bạn, gặp hoài luôn. Tính thông qua này bạn, mình cũng muốn nói với tất cả các khách hàng của chúng ta rằng đối với trường hợp khi mà chúng ta thực hiện xây dựng hệ thống này, phải xác định được chính xác được rằng các yêu cầu và đặt cái ràng buộc vào trong hợp đồng. Ví dụ nếu mà cái hệ thống này của anh triển khai mà không đảm bảo theo yêu cầu của tôi đưa ra, ví dụ hạ tầng là 10 gig, bây giờ mà tôi đo từ cái con bé này tới server mà không được 10 gig, anh bồi thường gấp 3 lần hợp đồng. Ví dụ hợp đồng bao nhiêu? Hợp đồng này của mình hồi nãy mình nhớ như là 900 mấy, bạn đây hợp đồng mình nói là hợp đồng này của mình là 941 triệu, đền gấp 3 lần là 2.7 tỷ, thì anh chơi không? Thì lúc này nó mới lòi ra được vấn đề rằng là những cái đơn vị này phải có năng lực để triển khai, chứ không phải ai vậy. Bởi vì cái này là một hiện trạng, đây là một hệ thống triển khai thực tế cho khách hàng. Bạn nghĩ xem, nếu mà chúng ta đứng vai trò trong khách hàng, ai đó họ làm cho chúng ta như vậy thì chúng ta chịu được không? Chẳng đối với trong trường hợp này, cố gắng đặt ràng buộc cao lên và bắt buộc người ta phải thực hiện đúng theo cái này để đảm bảo cho người ta sau này về quyền lợi. Đó, như vậy sao? Rồi, như vậy, đây là phần đã kiểm, và chúng ta sẽ sử dụng cho mình những cái video trước đây để chúng ta sẽ thực hiện và đo kiểm thử đối với hiệu suất này. Và rất mong rằng trong tương lai MVN sẽ không tới những một số đơn vị khác chúng ta để thẩm định những hệ thống kiểu này. Rồi, như vậy, tại bây giờ là mình đã hướng dẫn xong cho bạn về đây, chúng ta sẽ thực hiện với chủ đề liên quan tới hướng dẫn thẩm định sơ qua về hiệu suất mạng. Thông qua chúng ta sẽ tính toán dựa trên cái thông lượng chuyển mạch và thông lượng định tuyến trong một cái hệ thống mạng tế. Nếu mà bạn like, subscribe và mình cũng sẽ cái này tới nhiều bạn cảm ơn, hẹn gặp lại bạn.